Đà Nẵng, nơi tổ chức tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 năm 2017. Là một trong những đô thị lớn của miền Trung, nằm ở điểm cuối của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Nằm giữa vùng kế cận ba di sản văn hóa thế giới, cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Đà Nẵng là địa phương luôn dẫn đầu và có chỉ số tốt về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và là thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất. Nơi đây sở hữu một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh và đầy tiềm năng, là ngôi nhà của vọc trà vá chân nâu, nữ hoàng của các loài linh trưởng. Những địa chỉ du lịch hấp dẫn với con người thân thiện, mến khách, được bình chọn là một thành phố năng động, đáng sống, hướng đến là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Thành phố đã sẵn sàng chào đón các nhà lãnh đạo cấp cao và các bộ trưởng APEC đến cùng APEC 2017 để cùng đề ra những định hướng cho tăng trưởng, hợp tác và liên kết kinh tế khu vực. APEC Việt Nam 2017 tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung. Đà Nẵng, một trong những điểm đến được chờ đợi nhất tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương năm 2017.